Thưa quý vị, dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam cho thấy mới chỉ có khoảng 40.000 người có chứng chỉ môi giới bất động sản đã trải qua quá trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ một cách bài bản và có chứng chỉ của sở xây dựng cấp. Con số này là rất khiêm tốn so với khoảng 300.000 đến 400.000 cá nhân đang hành nghề môi giới vào thời kỳ cao điểm của thị trường bất động sản. Nghị định 16 2022 NDCP về quy định xử phạt hành chính về xây dựng có hiệu lực từ đầu năm 2022 đã có quy định xử phạt hành chính đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin về bất cứ trường hợp xử phạt nào. VRS kiến nghị để giảm thiểu rủi ro thị trường do hoạt động môi giới, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, giám sát của cả điều kiện cần, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngành nghề, cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng và công khai danh sách các cơ sở đào tạo đủ điều kiện có các chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm những cá nhân hoặc đơn vị tổ chức đào tạo không đảm bảo chất lượng không tuân thủ quy định